Mới đây, tám mũi tấn công của lực lượng quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Cục Quản lý thị trường Hưng Yên, dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh, đã phối hợp với phòng PC03 Công an thành phố Hà Nội đã tổng tấn công vào các địa điểm được trinh sát trước đó, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ được kinh doanh chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử. Tại địa bàn Hưng Yên, mũi một với sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hàng hóa ở đây chủ yếu được tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử và giao dịch thông qua các ứng dụng trên điện thoại như Zalo, Viber. Kiểm đếm tại hiện trường, lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 93.000 đơn vị sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng và rượu do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp tại thời điểm kiểm tra. Cùng thời gian trên, các mũi kiểm tra thuộc đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với đội 7 PC03, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra 7 điểm kinh doanh và tổng kho nằm giải rác ở các vị trí khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kiểm tra và kiểm đếm, các kho hàng tại quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, giày dép mang nhãn hiệu nước ngoài đã được bảo hộ tại Việt Nam. Chủ các điểm kinh doanh này không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như các hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Với 8 địa điểm được đồng loạt kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ khoảng 40 tấn hàng hóa mang dấu hiệu vi phạm.